bắt đối tượng ngụy trang hai bánh heroin trong chân máy nghiền sắn. Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt đối tượng vận chuyển hai bánh heroin được cất giấu hết sức tinh vi trong chân máy nghiền sắn tự tạo. Theo đó, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6, tại km 36+300 quốc lộ 12 thuộc địa phận bản Pa Tần 3, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, Lai Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Công an xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, bắt quả tang đối tượng Thảo A Trinh, sinh năm 1975, trú tại bản Hủy Hốc, xã Nậm Kè, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là hai bánh heroin được đối tượng cất giấu hết sức tinh vi bằng cách lấy hai miếng gỗ dày làm chân của chiếc máy nghiền sắn tự tạo, rồi đục rỗng ruột hai miếng gỗ đó cất mỗi bánh heroin vào một bên, sau đó đóng mặt gỗ bàn đế máy như bình thường. Cũng chính vì vậy khi gặp lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, Trinh rất bình thản, tự tin. Chỉ đến khi các trinh sát nắm kỹ đôi chân gỗ dày hơn bình thường của chiếc máy nghiền sắn tự tạo thì đối tượng mới biến sắc mặt. Trước cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận bản thân đã mua hai bánh heroin của một đối tượng người dân tộc Mông, cư trú tại Lào. Từ ngày 27 tháng 6 năm 2023, tại khu vực mốc 17 biên giới Việt-Lào với giá 50 triệu đồng một bánh. Sau đó bán lại cho đối tượng tên Chùa ở bản Tà Tê, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ với giá 160 triệu đồng hai bánh. Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Trinh điều khiển xe máy chở hai bánh heroin cất giấu trong máy nghiền sắn đi giao hàng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang cùng tang vật. Mở rộng chuyên án, ngay trong ngày 30 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp với các lực lượng xác minh, bắt giữ thành công đối tượng Giàng A Chùa, sinh năm 1986, trú tại bản Tà Tê, xã Mù Sang. Bước đầu đối tượng Chìa cũng đã khai nhận phù hợp với lời khai của đối tượng Trinh. Hiện vụ án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.